Xin chào anh Queen và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Linh Kiện 789. Thì hôm nay em ráp cho anh Queen một bộ loa kéo mini. Thì như các bạn đã thấy ở đây thì một bộ loa kéo thì nó vẫn còn thiếu bộ mic không dây và cái mạch micro này nhé. Và anh có mua kèm bên em là 4 cái núm vặn nhôm. Đây, 10x10. 4 núm này là 20.000. Và một mạch giải mã Bluetooth 140.000. Một mạch chỉnh âm sắc 12V đôi V1 120.000. Một mạch tăng áp 12V lên 220 lên 28V đôi và 15V đôi 620.000. Một mạch khuếch đại TDA 8954 840W 620.000. Và một quạt tản nhiệt. Một quạt tản nhiệt 6025 25.000. Tổng chi phí của anh là 1.545.000. Rồi như vậy là em đếm kết nối thêm luôn vào cái quạt tán nhiệt luôn vào nhé. Đây quạt quay đấy nhé. Quay rất mạnh. Thì không biết là anh mua về để cho cái mạch công suất hay là cái mạch tăng áp nữa. Thì bây giờ em sẽ đặt vào cái mạch công suất đi. Rồi bây giờ trước khi vào test sản phẩm thì em sẽ nêu qua về một số cách đấu nối. Trước hết là đấu nối nguồn. Đấu nối nguồn là để cho nguồn vào, em đấu vào em cái nối với cái nguồn 12,6V vào cái mạch tăng áp 12V lên 28V đôi và 15V đôi. Thì mạch nó xuất ra nguồn, nó cấp nguồn cho cái mạch công suất này và cái mạch 12V, mạch chính âm sắc 12V đôi V1 để cho nó hoạt động. Thì cái này gồm có một bên là 28V đôi và một bên là 15V đôi em nâng cấp cho cái mạch âm sắc này. Đấy. Còn nguồn của Bluetooth thì em lấy luôn vào ngay cái đầu vào của để cấp cho cái mạch tăng áp này. Đây. Anh cấp nguồn vào cái mạch tăng áp này. Chân dương thì là chân bên trái ngoài cùng. Chân âm là chân bên phải ngoài cùng. Còn chân giữa là chân rem, chân rem là chân công tắc. Để anh đấu nối, thứ nhất là quạt tán nhiệt, thứ hai là cái cho nguồn Bluetooth nhé. Chân dương ấy, chân rem là chân dương của nguồn Bluetooth và cũng là nguồn của quạt tán nhiệt luôn. Sau cái quạt tán nhiệt này nhé. Rồi, quạt tán nhiệt quay. Để chéo như thế này cho nó cùng chiều nhé. Đấy, như vậy là cái nguồn của Bluetooth thì lấy ở chân giữa và chân phải này nhé. Quạt tán nhiệt cũng vậy. Còn về kết nối tín hiệu thì trước tiên là phải từ Bluetooth đi. Từ Bluetooth em kết nối vào ngay vào mạch âm sắc. Và cái tín hiệu từ mạch âm sắc ra kết nối với mạch công suất để cho loa cho xuất ra cho loa hoạt động. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn em bây giờ em sẽ kết nối với một bài nhạc để test sản phẩm nhé.
Và em sẽ sử dụng cái bài nhạc này nhé. Và nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ vào số Zalo, điện thoại như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendor Shopee để đặt hàng. Shop bên mình hiện tại đã có hai cái tên là Linh Kiện 789 hoặc mèo vặt 789 đấy. Và bạn nào muốn tham khảo thêm về các sản phẩm, các mặt hàng sản phẩm bên mình đang bán ở trên đó thì truy cập vào website linhkien789.vn để tham khảo thêm nhé. Rồi bây giờ em sẽ test nhạc luôn nhé. Và nếu bạn nào muốn nghe chi tiết từng âm thanh một thì nên đeo tai nghe hoặc kết nối với dàn âm thanh ở ngoài nhé. Không có dàn, không có cái loa điện thoại nó nghe sẽ không rõ đâu. Đây em sẽ để ngay điện thoại đây. Thứ nhất là loa lên ở đây. Equalizer này để cho nó hoạt động. Em sẽ xem hai kênh nó có hoạt động bình thường nhé. Em rút kênh nhá.
Đấy. Đây nhá, như vậy là hai cái dây là đầu loại em đã tháo ra rồi. Không hoạt động nữa nhá. Và bây giờ mình sẽ kết nối lại kênh thứ nhất. Nó vẫn hoạt động bình thường nhé. Em đã test qua rồi. Bây giờ em sẽ tháo ra đánh dấu từng ký hiệu một, từng sản phẩm một để đóng hàng gửi lại hàng cho anh. Đây các cái này em sẽ tháo, các cái dắp như thế này em sẽ tháo ra nhé, rồi anh về cái này anh sẽ tự đấu, và chỗ nào anh không hiểu thì liên hệ với bên em nhé, để bên em hỗ trợ cho anh cách đấu nối mạch Bluetooth. Đã có video test tấu rồi nhé, sản phẩm có ký hiệu là D66.
Em sẽ tháo từ mấy cái rắc này thôi, còn về các cái đấu cái đầu mối hàn em sẽ không tháo ra đâu. Mạch âm sắc đã có video tiết tấu B15. Chỉ có cái này này cái mà kích đặt 840W này tôi đã có video tiết tấu rồi. Mạch khuếch đại 840W là cũng đã có video tiết tấu rồi nhá. A55. Đây còn hai cái đầu nguồn này em sẽ để lại cho anh nhé. Không tháo nữa. Cái mạch tăng áp này em sẽ giấu ký hiệu cho anh nhé. Đây là ký hiệu của mạch tăng áp. Đấy, còn thử đánh dấu cái quạt này luôn. Ký hiệu của cái quạt này nhá. Rồi như vậy là hôm nay em đã test thành công cho anh một bộ loa kéo mini. Cái này chỉ dành cho nghe nhạc thôi chứ không có hát được. Nó vẫn hoạt động bình thường nhé. Và xin cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của bên em. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.